Đùa ai biết được bánh gì làm ta gắn kết ngập tràn yêu thương, làm cho ta tràn năng lượng và thêm dinh dưỡng mỗi khi ăn vào. Ê, gợi ý là bánh có 5 vị, bánh có hình vòng ngon mê ly, sô-cô-la trắng, đen cam cùng cây phô mai và kem dâu. Bánh là bánh màu có hình vòng thơm thơm ngon tới 5 vị, nghe là thấy độc nhất vô nhị. Chỉ có thể là bánh đô quy, đô quy đô quy đô nơi, đô quy đô quy đô nơi, đô quy đô quy đô nơi, đô quy đô quy đô nơi. Lấy ra cái bánh đô quy, ăn nhiều nhiều hơn nữa đi. Đoán xem nào, đây là mùi hương gì? Bắt đầu nhắm mạnh nào, ăn miệng cùng anh thả gà. Đoán xem ra xem nào, sâu cam hay sô cô la, đu quy đô nát. Ta vừa cả hình gắn kết, đu quy đô nát. Nhà mình ngập tràn với năng lượng, đu quy đô nát. Ta vừa cả hình gắn kết, đu quy đô nát. Nhà mình ngập tràn với năng lượng, như vẻ đu quy ăn vào là gắn kết. Mình ăn là ăn hết 5 vị bánh luôn, ăn xong là hết buồn, có thêm nhiều dinh dưỡng, ta tràn năng lượng gắn kết yêu thương. Đu quy đu quy donut, đu quy đu quy donut, đu quy đu quy donut, đu quy đu quy donut.